Ta định đi về rồi mà thấy các ngươi bay về đông quá nè, ta trở lại nè. Thôi ngày mai ta ra cho tụi con ăn buổi chiều cho tụi con về đông nghe. Đi mấy ngày trời về tưởng đâu tụi con đi hết rồi chứ không ngờ nghe ta ra cái chừng giờ mới bay về đó hả con hả. Thôi ăn bánh mì khô đỡ đi nghe. À, mai tao đem ra buổi chiều nghe, mai buổi chiều nghe con nghe, mai giờ này trở lên đi 1-2 giờ tao đem ra cho tụi con ăn he, nghe không, nghe không, hết rồi bây giờ đi về ra nữa mệt lắm, mai đi nghe. Nghe không, nghe rồi nó trả lời nghe không. Trời nó trả lời quá trả lời. Nghe con he. Ngày mai đi nghe. Tội nghiệp không? Hồi nãy không thấy tụi con. Hen. Ngày mai hen. À, tính đi về rồi mà thấy tụi con bay ta trở lại nè. Hen. Nghe không? Nghe. Thấy dễ thương không? Đó trời ra sao sao sống biết. Đó. Sao tụi con chia làm hai vậy? Sao không nhập đâu cho nó vui? Tự nhiên bên kia một nhóm, bên đây một nhóm, chia làm hai chân cầu, hai bên cầu như thế đã không? Nhập vô đi tụi con, nhập vô đi. Ai nãy đây không có đem tiền chứ phải có đem tiền thì vô chợ mua cho tụi con bánh mì mềm cũng được nữa. Mà đâu có đem tiền đâu. Thôi ráng ngày mai nghe. Chứ bây giờ ta về ta trải ra không nổi nghe. He. Nhập bọn vô đi, hai nhóm nhập vô đi, chia bên kia nhóm bên đây nhóm vậy, nhập vô, nhập vô, dân chủ cộng hòa nhập vô, nhập vô đó. Đó đảng dân chủ đảng cộng hòa nó vậy đó, nhập vô bên nào là bên Trump, bên nào là Biden, nhập vô hai hai bên nhập vô làm nên hiệp chủng hồ coi, hiệp chủng hồ nước coi. Đảng Cộng hòa đảng dân chủ chia làm hai vậy, nhập vô đi con, nhập vô đi tụi con, nhập vô đi sống chung một cái hồ mà. Hai. Ai làm tổng thống cũng được con he, có 4 năm thôi. Nhập vô đi con, nhập vô đi dân chủ cộng hòa, nhập vô con, nhập vô, nhập vô, nhập vô, nhập vô bên kia, nhập vô chia chia làm hai vậy đây, nhập vô đi rồi mai tao ra tao cho ăn he. Nó không chịu nhập vô cái gì thấy không, nhập vô bên kia nó thủ lĩnh phía bên kia, bên này nó thủ bên này. Không chịu nhập vô, nhập vô nếu tao khỏe thì hồi tao đem ra cho con ăn, không ngày mai nhập vô đi. Đó. Sống chung một cái hồ mà. Đó, ông nuôi ông có hai con chó vậy đó. Đó, cái niềm vui của tao. Hello. Đó, hai con chó.
Tôi nghe người Mỹ bên đây vậy cái gì? Hỏi hang chó vậy cực lắm chứ các chị nghe. Mỗi tuần phải đi chải lông cho nó nè, chải tóc cho nó nè, chải lông á. Rồi phải đi tắm nó nè, cắt móng tay móng chân cho nó nè. Trời ơi, cực lắm, đi khất tóc, khất cưng cho nó. Chó vậy mà ông cưng, ông hung, ông làm, trời ơi. Mô Phật. Thì thấy không, thấy ông nịnh, ông cưng hơn. Cưng chó đó, sức dầu rồi cho con chó rồi, so trên ấm vậy đó. Trời nè, trời lạnh, dắt chó ra ngoài để mà phơi nắng đó. Trời, con chó bên đây nó có giá trị, nó đứng trước đàn ông đó quý vị. Kì 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 giỡn rồi đó. Thôi vậy tại sao ta cưng chó vậy đó, thấy không, giỡn vậy đó. Rồi gái, gái đó, đó, đó. À. Không dám xuống, tôi xuống thì nó cắn mất tượng mấy con này mà nó cắn cái má nhìn không ra. Thôi không dám xuống đâu. Đứng xa xa quay đi. Nó cắn cái má nhìn không ra. Nhập vô đi tụi con, nhập vô. Hai đảng nhập vô. Đám nào dân chủ, đám nào cộng hòa. Hả? Đó, cũng xây rưng quảnh mặt không nè. Nhập vô đi. Nhập vô đi. Ngã kế sanh tiền, nhữ dị sanh. Ngã sanh, nhữ sanh di hậu, ngã di huynh đi. Lý ban cộng hưởng chung cam vị. Hà nhẫn tương sanh cốt nhục tình. À, ngã kế sanh tiền, nhữ dị sanh. Ta đã sanh rồi, em chữa sanh. À. À, không chịu nè, bên nào theo bên đó không chịu chứ khoát à. Quay mặt, quay đuôi với nhau chứ không chịu nhìn mặt nhau nữa mà thấy không. Đó, coi đó. Coi đó, quay đuôi với nhau. Không chịu nhìn mặt nhau nữa. Thôi ráng đi nha. Mai ta đem ra cho ăn nha. Không chịu nhìn mặt nhau nữa mà. Mấy con he. Con là dịch mà. Con là dịch mà chứ đâu mấy con người đâu mà thầy biểu con nhìn nhau phải không? Con người mà không nhìn nhau nữa không gì con dịch phải không? Sao tụi bay bên đây sao nữa đây đó, nó dành một gian sơn nó bên đây à, bánh mì nó còn trôi qua đóng bên đây mà bên này nó không dám qua, có gì thấy không, bên đây nó ăn hết rồi mà bên đây nó còn cả đóng mà nó không dám qua nữa đó. Bên đây nó thủ, bên đây nó thủ thành bên đây nè đó. Đó con năm nay bầu Hải Âu nó không về ta, năm nay Hải Âu nó mất tiêu hết trơn rồi nè, cái này nó thủ thành đó các gì thấy không, nó thủ thành nó không cho, nó không cho mấy con bên kia qua chứ bên đây là đồ ăn quá trời nè, mà nó thủ thành đó sao đó, thủ thành nó vậy mà bên đây thì cũng không tự ái muốn qua mà cũng không thèm qua nữa thấy không, nhào qua đó, đó muốn qua rồi đó, đó thấy rồi đó, bây giờ nó tấn công á, nó tấn công, tấn công qua nè, đâu rồi nó tấn công qua đó. Tấn công rồi đó, nhập vô, tấn công qua. Mấy con hà, chứ bên này. Tấn công qua. Đó, bên này nó muốn qua, mà nó mặc, mặc cảm ha, mặc cảm mày đói. Mai tao cho một bên thôi, tao biết thân. Không nhập qua đi, không nhập qua đi, đó. Thủ thành. Đó, nhập qua đi, đó. Rồi nó tấn công qua, tấn công qua. Không qua đấu ráng chịu. Tháo. Đó rồi, rồi, tấn công qua rồi. Tấn công qua rồi. Tấn công qua rồi. Rồi.
Thế nè, rồi nó tấn công qua rồi quý vị ơi, tấn công qua nó thấy tôi đi hồi ghê không? Khi tôi đi số tôi đi qua nó mới tấn công qua, thấy ghê không? Đó, thấy không? Đó. Tấn công qua, đó, tấn công qua. tấn công, ồ, tấn công, kia lùa đi, thấy không? Lùa đi, rồi ghê không? Thủ thành nó tấn công, nó dí trước nè. Đồ ăn về mà nó không vô năng, mà nó dí trước, thấy chưa? Rồi, mất nước rồi, ai biết tụi bé ít gì? Rồi, bên này tấn công qua. Nhà qua bên kia mất nước, bỏ đi. Đó, khoảng hồn bỏ đi. mất nước rồi. Bên này tấn công qua. Ghê không? Bên kia bỏ đi mất nước. tấn công qua. Đó, ai cứ bỏ đi mất nước. Cũng vui. Đó, chơi với con vịt thì nó không có phiền não. Ông kia thì cũng chơi với chó, ông chơi với hai con chó của ông đó, thấy không? Mình thì chơi với con vịt. Thôi đi về thiệt à, giờ đi về thiệt à. Đi về thiệt à nghe. Mai ta ra ta cho tụi con ăn nghe. Nè, Noel bắt đầu ta treo nè. Trời ơi. Vẫn chạy chiếc xe dẫn hang chó đi cho nó ăn nắng nha ông nội ơi. Thiệt. Ừ, rồi cho hang chó lên xe về nè. Đó. Hang chó là mở cửa lên xe nè, quý vị thấy không? Đó, mở cửa leo lên nè, đó. Thấy kìa. Thấy hay không? Đó. Đó, tự leo lên nè. Mở cửa tự leo lên. Không dám gần này mà. Đó nè, mở cửa tự leo lên nè, thấy hay không? Nè đó, leo lên xe, leo lên. Leo lên, đó, thấy chưa? Đó, đẹp không đó. Mở cửa tự leo lên. Hắn căng he. Thank you. Yeah, về đi nghe. Con kia nằm sao ha. Hắn căng he. Con kia thì ở cái ở hai con nằm luôn, hai con. Người Mỹ ta chơi với con chó là bạn đó, các vị thấy không? Rồi hôm nay cái chợ của mình, cái chợ mình hay đi, bữa nay nó sơ sát, không thấy cái lá cây nào hết. Còn mấy cái cây xanh xanh nó nhỏ thôi. Mấy cây trên nó trơ cành, nó trơn rồi. Đi có 10 ngày mà về nó trơ cành, nó trơn rồi, thấy không? Rồi, chào hết quý vị nghe, tôi đi về nha.